mọi người. Bây giờ là 2 giờ 36 phút chiều ngày 28. Em vào rễ cao su thì bị gãy, nói chung là cũng tương đối. Đa số là bị gập cành là chủ yếu thôi. Và gốc thì lai rất là nhiều. Bây giờ là đang mưa rất là lớn. Và em vào kiểm tra vườn thì áp khí 5/5 rồi, thì giờ cây nó chỉ gãy như thế này thôi, bị mất 5-6 cây. Đây. Những cái cây như thế này thì mọi người nên xả khí ra. Và tốt nhất thì đối với bão, sau bão như thế này thì mọi người nên xả khí ra trước, để nghỉ từ 48 đến 72 tiếng. Sau đó mình bơm khí lại, rồi 24 đến 48 tiếng sau mình mới bơm khí lại. Tức là mình nghỉ khoảng 4 đến 5 ngày. Mình sẽ không sau bão. Nghỉ từ khoảng 4 đến 5 ngày để cho cây nó hồi phục hẳn. Bởi vì năm nay gió rất là mạnh. Lay gốc rất là nhiều. Cây của em 2001 đây mà bị quá cành quá trời. Mất 1.300 cây mà mất khoảng 5-6 cây. Đây, cái tròn cái này là bị vào luồng gió. Còn trên đây thì tương đối an toàn. Đây, nói chung là cây khá dai mà dẻo, ổn. Đây, đa số là những cái cành nhỏ như thế này. Nó sẽ toát những cái cành như đây. Những cái cành nhỏ phía trên, bởi gió mạnh quá. Giật cấp 11, 12 thì cỡ này thì nó là bình thường. Mọi người nên giao cây bây giờ là mọi người nên để cho nó hồi phục lại, bởi vì nó qua những cơn bão như thế này thì cái tuyến mủ của nó hầu như là sẽ bị rối loạn tuyến mủ hết, nên là mọi người từ từ hơn cạo. Đây mà trời mưa này chắc cũng không cạo được đâu, nhưng mà em nhắc chứ là mọi người từ từ hơn cạo và từ từ hơn bơm khí. Những nhà nào mà lỡ bơm khí rồi thì nên xả khí ra, nghỉ khoảng 5-6 ngày sau thì bắt đầu mình cho cây ổn định lại thì mình sẽ cạo. Trời thì đang là khá là mù và mưa tương đối là lớn. Vâng, chúc tất cả mọi vườn đều giống như vườn của em. Khoảng tầm độ khoảng 1.000 cây thì tầm độ khoảng 4-5 cây coi như là hiệu quả và thành công so với cơn bão mạnh nhất lịch sử này. Chúc cô chú anh chị em thành công. Tết này có bánh chưng.